Ok anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em xóa cái lỗi 40011 Gimbal Calibration Error ha. Rồi ok anh em, để xóa được lỗi 40011 Gimbal Calibration Error thì anh em cần phải có một cái firmware đặc biệt nha. Thì khi có cái firmware đặc biệt này anh em mới có thể xóa được cái lỗi 40011 cũng như là cân chỉnh lại hoàn toàn cái gimbal của anh em sau khi anh em thay thế sửa chữa, bao gồm cả thay những cái bộ phận bên trong gimbal hay là thay motor hay là cái gì đó ha, hoặc là anh em thay nguyên cả một cái cụm gimbal hoặc là anh em thay main gì đó có liên quan tới gimbal thì phải chích thuốc và phải tiêm thuốc vào thì nó mới hoạt động anh em. Đây là lúc mình đang tiêm thuốc cho máy bay ha. Đó, cái thuốc này là phải mua nha, nó không có sẵn đâu nha anh em. Ok anh em. Thì sau khi tiêm thuốc xong, mình sẽ mở DJI Assistant lên để kiểm tra lại phiên bản firmware của máy bay vừa mới chích thuốc xong. Sau khi chích thuốc xong, phiên bản firmware nó sẽ là V70.00. Cái gì đó nha anh em. Đó, nó phải là V70 nha. Firmware bình thường của chúng ta là cái gì không cần quan tâm, nhưng phiên bản firmware để hiệu chỉnh gimbal là V70.00 nha. Thì phải có được cái thuốc này chích vào thì nó mới có được cái phiên bản này, bình thường sẽ không bao giờ có nha. Ok, tiếp theo là mình sẽ mở cái ứng dụng DJI Fly lên và kiểm tra lại firmware nó cũng chính xác là V70.00 ha. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua Control và bấm Auto Calibration nha, Auto và chờ thôi, lúc này không cần phải làm gì hết, chỉ cần bấm vào Auto là tự động mọi thứ nó sẽ chạy nha. Còn bình thường nếu anh em chưa chích thuốc nó sẽ chạy cái này được, nhưng mà rất là nhanh, nó chỉ có những cái hiệu chỉnh cơ bản thôi nha. Và cái lỗi 40011 Gimbal Calibration Error nó sẽ vẫn còn hoài và còn mãi luôn, cho tới khi nào anh em chích cái thuốc này vô thì cái lỗi này nó mới biến mất nha. Nó là một cái phiên bản dùng để sửa lỗi gimbal và cái này thì phải mua, không có sẵn nha, phải mua và chích vào. Đó, thì giờ đơn giản sau khi chích xong anh em cứ bấm Auto Calibration, nó sẽ tự động nó cân chỉnh cái gimbal chúng ta full 100%, đầy đủ các góc, các cạnh, các coi như là các trường hợp của gimbal luôn. Nó sẽ làm cho gimbal chúng ta ngay chuẩn chỉnh lại, không còn lệch nữa nha. Nó thì phải chích cái thuốc, chích thuốc và chích thuốc ha. Đó. Rồi. Chờ thôi, chúng ta chỉ đơn giản là chờ thôi, không cần phải làm gì hết. Đấy, ok, nó đã báo calibration successfully và lúc này anh em bấm vào kiểm tra cho mình. Lỗi 40011 đã biến mất hoàn toàn nha. Anh em sẽ bấm vào thử. Đấy, không còn lỗi 40011 Gimbal Calibration Error nữa. Nó đã sạch rồi đó, nó ok rồi đó. Bây giờ, việc tiếp theo sau khi chích thuốc xong, hiệu chỉnh gimbal xong, lỗi đã xóa hết, thì chúng ta sẽ phải quay về phiên bản firmware trước đó của máy nha. Đó, chúng ta sẽ phải quay về phiên bản firmware trước đó và chúng ta sẽ bấm vào DJI Assistant và chọn Dark Gray nha, và chờ cho nó Dark Gray về cái phiên bản firmware trước đó. Tại vì cái phiên bản firmware này nó có cái version của nó là cái V70.00 đó. Đó là một cái phiên bản firmware chỉ dùng để sửa lỗi về gimbal chứ nó không thể dùng để bay một cách bình thường được nha. Nó bay được nhưng là nó sẽ không ổn định và có lỗi, cho nên chúng ta bắt buộc phải quay về phiên bản firmware chính thức của DJI thì nó mới hoạt động ổn định được ha. Và đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần mở DJI Assistant lên và dot gray nó về firmware chuẩn của DJI là xong, không cần phải làm gì hết ha. Và chúng ta chỉ việc chờ cho nó hoàn thành cái bước Dark Gray về firmware chuẩn là chúng ta có thể cất cánh lên và bay được rồi. Đó, đơn giản thế thôi, cũng không phải gì là phức tạp hết ha. Nhưng mà cái điều quan trọng mình muốn nói với anh em đó là anh em phải có thuốc và phải biết chích thuốc nha. Đó, sau khi chích xong thì mọi thứ đã hoàn chỉnh, không còn bất kỳ một lỗi nào. Anh em, thì sau khi đã chích thuốc thì em nó đã
thẳng cạnh gimbal lại ha anh em. Đó, chức năng nó rất là đầy đủ, không có vấn đề gì hết. Ok, giờ mình sẽ thử bay thử coi coi nó có gặp sự cố gì không ha. Mình bay thử trước một cái. Ok, khởi động. Ơi, phần mềm mới nữa. Hỏi. Ai ba lên. Đấy, để rồi. Con lành rồi anh em. Đấy, humble đây la 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 gì đó. Ok. Nè nó quay mình đi. Đấy, đây đây, tôi đây, tôi đây. Hey. Xin chào. Ok ha, gimbal không có rung lắc gì hết trơn ha. Quay dọc đây, hai ba. In. Đó, quay dọc rồi. Ok rồi. Con lành cành đào ha. Cảm biến này nọ đồ ok ha, đào quất này. Tao nè, tao nè. Tính tông tao à. Chồng break. Ha. Ra quất bắt quất gì đó. Rồi thử thế thôi, nay gió quá dữ luôn anh em. Tức 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 thấy không? Đấy. Cam nó hơi mờ ha. À, cam nó dính dấu vân tay mình không. Ok, thì mình test cái này thì mình muốn chốt lại cho anh em một cái vấn đề, đó là khi mà anh em thay cái cụm cam gimbal, những cái thứ mà liên quan tới cái cụm cam gimbal á, cho dù đó là một cái motor hay là một cái thành phần gì đó, ngoại trừ cái cọng cáp mình không nói nha. Cọng cáp thì nó chỉ là vấn đề gì dẫn điện thôi thì không bàn ha. Còn lại tất cả các thứ mà anh em thay nó liên quan tới cụm gimbal thì anh em đều phải chích thuốc nha. Chắc chắn là phải chích thuốc. Mình lúc ban đầu mình cũng cứ nghĩ đơn giản là cứ thay cái motor vào và nó sẽ hoạt động giống như bình thường thôi. Tại vì mình nhìn trên cái motor anh em không hề có bất kỳ một con chip gì hết, nó chỉ đơn giản là một cái motor rồi có cái mạch điện để nó kết nối vào trong cái motor thôi. Nhưng mà không ngờ là sau khi mà thay vào rồi thì kiểu gì kiểu nó cũng cứ lệch cái gimbal, lệch sang một bên hoài anh em, không, nó không chịu ngay ha, không có chịu thẳng. Và mình đã tìm đủ mọi cách để mình calip ha, nhưng mà nó không ăn thua anh em đó. Và cuối cùng là mình đã nghĩ tới vấn đề là chích thuốc rồi, mình đã nghĩ tới vấn đề chích thuốc rồi anh em. Và sau khi mình tư vấn tham khảo chuyên gia thì chuyên gia bảo là phải chích thuốc, chắc chắn 100% là phải chích thuốc, nếu không chích thuốc là không thể hoạt động được. Và cuối cùng là mình đã phải tốn hơn một củ khoai tốn hơn một củ khoai để chích thuốc anh em. Cũng khá là mặn đó, nói chung cũng khá là mặn, tại vì tới tốn cả củ khoai lận mà đâu phải ít đâu. Đó anh em coi nè, gió nè, hôm nay trời gió rất là dữ luôn anh em, gió chao đảo luôn đó. Đó thì đó, và sau khi tốn củ khoai xong mình đã nghiệm ra được rất rất là nhiều cái vấn đề luôn anh em. Đấy thì nếu mà anh em mà thay gimbal này kia các thứ mà anh em mà coi như là anh em mà không có thuốc ha, nói thật với anh em là bỏ tay luôn đó anh em, không có thuốc là vô phương cứu chữa luôn, thề luôn nha. Đấy, bởi vì mình nói để cho anh em biết là vấn đề là chúng ta là cần phải có thuốc nha, và thuốc đó là phải mua, không có sẵn nha, thuốc đó phải mua, các pháp sư của Trung Quốc bán thuốc và anh em phải bỏ tiền để mua thuốc nha. Và mình đã bỏ tiền để mình mua thuốc. Nói chung vấn đề là phải chích thuốc, nói quá nhiều đi nha. Con nào cũng vậy hết, mini 1, mini 2, mini 3, E2, E2S, mini 3 gì đó, tất cả đều phải chích thuốc hết nha. Và những cái đời càng cao, những cái đời máy càng cao chừng nào thì cái thuốc nó sẽ càng mắc tiền, và cái cách chích thuốc của nó cũng sẽ khác với những cái đời mà thấp nha. Cái đời thấp chích thuốc rất là dễ, những cái đời cao thì chích thuốc nó sẽ rất là khó đó. Chính vì vậy cho nên là anh em chơi những con máy mà cao cấp mắc tiền thì cũng đồng nghĩa với cái việc là anh em phải tốn lúa nhiều cho nó nếu mà nó gặp hư hỏng nha. Cái càng mà thay thôi cũng đã tốn khá khá rồi, cái càng thay thôi nó cũng đã tốn hơn, mắc hơn người ta rồi. Còn chích thuốc cho gimbal thì tôi ôi thôi cũng quản tinh thần luôn. Đấy, nói chung là vậy nha anh em. Rồi bay thử vòng coi.